là gì nhỉ? Lê Văn Vinh. Lê Văn Vinh, anh là đội Tân Sơn đúng không? Em ơi. Em thì là hóa thục ở bên ban tổ chức. Thì ngày hôm nay cũng được nghe là toàn đội nói là ngày hôm nay anh đang là một trong những người ghi nhiều bàn thắng nhất và cũng là trong những đội mà đã đánh bại được MUTV. Đầu tiên hả? MUTV thì anh có cái cảm nhận gì trong cái hiệp đấu của ngày hôm nay? Có cái cảm xúc gì khi mà mình đã thắng trong trận ngày hôm nay để vào chung kết? Trong hôm nay là tinh thần không phải riêng một mình tôi mà đây là toàn đội góp sức vào. Cả anh em đã cố gắng bằng tinh thần và sức chiến đấu đã giành được kết quả thắng lợi cuối cùng. Cùng cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi để cho anh em giao lưu và học hỏi rèn luyện sức khỏe. Thế thì cuối cùng xin chúc toàn đội của mình là Tân Sơn đã chính thức vào chung kết và chúc trận ngày mai có kết quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng